sân nhà của 40 câu lạc bộ bóng đá từ giải hạng nhì đến giải vô địch quốc gia của Việt Nam. Giải hạng nhì quốc gia. Bắc Ninh FC là cái tên mới xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên họ không phải là tân binh của giải đấu mà là đội bóng mới được chuyển giao từ câu lạc bộ Gia Định. Đội bóng Kinh Bắc gây khá nhiều chú ý với những sự chuẩn bị rầm rộ gần đây. Sân nhà của đội bóng này sẽ là sân vận động thành phố Từ Sơn. Sân bóng được hoàn thành vào năm 2024 với kinh phí xây dựng 30 tỷ đồng. Sân vận động Từ Sơn có sức chứa 3.000 khán giả với một khán đài duy nhất. Câu lạc bộ Bắc Ninh có thể lắp đặt thêm khán đài phụ ở phía đối diện nếu nhu cầu của khán giả tăng cao. Trong khi, mặt sân Từ Sơn sử dụng cỏ nhân tạo. Đắk Lắk FC sẽ cố gắng tìm đường trở lại giải hạng nhất sau khi lỡ hẹn ở mùa giải 2023. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Buôn Ma Thuột, một sân bóng lâu đời và đã xuống cấp khá nhiều ở khu vực Tây Nguyên. Với khán đài gần như toàn bộ bằng bê tông, rất khó để xác định sức chứa của sân vận động này. Tuy nhiên, ước tính khán đài của nó có thể đón 20.000 khán giả đến sân. Trong khi mặt sân Buôn Ma Thuột sử dụng cỏ lá gừng. Kon Tum FC là một trong 4 tân binh của giải hạng nhì 2024. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Kon Tum. Được khánh thành vào năm 2013, sân vận động này được xây dựng với kinh phí 145 tỷ đồng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Kon Tum khoảng 9.000 chỗ ngồi, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động trung tâm PVF là sân nhà của đội bóng cùng tên. Được khánh thành vào năm 2017 tại huyện Văn Giang Hưng Yên, sân vận động có sức chứa 3.600 khán giả với một khán đài duy nhất. Dù là một sân vận động có sức chứa hạn chế, sân vận động PVF vẫn được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và chuyên nghiệp. Một trong số đó là mặt sân sử dụng cỏ Zoysia. Câu lạc bộ Tây Nguyên Gia Lai sử dụng sân vận động trung tâm thanh thiếu niên Gia Lai tại thành phố Pleiku làm sân nhà. Sân vận động này hoàn thành tháng 1 năm 2024 với sức chứa khoảng 3.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ nhân tạo. Câu lạc bộ trẻ Hà Nội chọn sân vận động huyện Thanh Trì làm sân nhà ở mùa giải 2024. Sân bóng lâu đời nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội được biết đến là một trong những sân vận động cấp huyện bận rộn nhất tại Việt Nam. Với một khán đài duy nhất, sân vận động Thanh Trì có sức chứa 4.000 khán giả. Sân được trang bị cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia với hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân nhà của câu lạc bộ trẻ SHB Đà Nẵng là sân vận động Hòa Xuân. Sân bóng trị giá 300 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2016 vẫn đang là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hòa Xuân là 20.500 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ Bermuda. Câu lạc bộ An Giang sử dụng sân vận động trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao An Giang tại thành phố Long Xuyên làm sân nhà. Sân vận động này có một khán đài với sức chứa khoảng 500 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ nhân tạo. Lần đầu tiên có một câu lạc bộ bóng đá trực thuộc một trường đại học tham dự hệ thống các giải bóng đá của VFF, đó là câu lạc bộ Đại học Văn Hiến sau khi trường đại học này nhận chuyển giao từ câu lạc bộ trẻ Quảng Nam. Đại học Văn Hiến chọn sân vận động quận 8 thành phố Hồ Chí Minh làm sân nhà. Đó là một sân vận động cấp quận có chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với một khán đài duy nhất, sân vận động này có sức chứa 500 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động Thống Nhất là sân bóng duy nhất được hai câu lạc bộ cùng chọn làm sân nhà ở giải hạng nhì 2024. Đó là Định Hướng Phú Nhuận, một tân binh của giải, và câu lạc bộ trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
Sân vận động lâu đời này được khánh thành lần đầu vào năm 1931 và đã trải qua nhiều lần cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thống Nhất là 14.000 khán giả. Tuy nhiên, hiện tại khán đài B của sân vận động này đã dừng hoạt động để chuẩn bị cho dự án cải tạo nâng cấp sân vận động sắp tới. Trong khi, mặt sân Thống Nhất sử dụng cỏ Bermuda. Đây là mùa giải thứ hai câu lạc bộ Lâm Đồng sử dụng sân vận động Đà Lạt làm sân nhà. Sân vận động trị giá 274 tỷ đồng được hoàn thành vào năm 2023, được biết đến là một trong những sân vận động sở hữu cảnh quan đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Với sức chứa 19.339 khán giả, trong đó toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi. Mặt sân Đà Lạt sử dụng cỏ Bermuda. Sân nhà của câu lạc bộ Tiền Giang là sân vận động Tiền Giang. Sân vận động nằm tại thành phố Mỹ Tho đã được xây dựng từ khá lâu, với lần cải tạo gần nhất vào năm 2008. Sân vận động Tiền Giang được trang bị cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia. Với hai khán đài sân bóng này có sức chứa khoảng 12.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân bóng cuối cùng tại giải hạng nhì 2024 là sân vận động Vĩnh Long, sân nhà của câu lạc bộ cùng tên. Sân vận động nằm tại phường 2 thành phố Vĩnh Long được khánh thành vào đầu năm 2001 với kinh phí xây dựng 25,5 tỷ đồng. Với thiết kế hai khán đài, sức chứa hiện tại của sân vận động Vĩnh Long khoảng 10.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Giải hạng nhất quốc gia. Giải hạng nhất quốc gia sắp tới là mùa giải thứ hai liên tiếp sân vận động Hòa Bình góp mặt. Sân bóng nằm tại thành phố Hòa Bình này đã trải qua 6 lần cải tạo, trong đó lần đầu tiên vào năm 2005 và lần gần nhất diễn ra từ đầu năm 2023. Khoảng 500 triệu đồng đã được chi cho việc cải tạo một loạt hạng mục, từ mặt cỏ đến các phòng chức năng của sân vận động Hòa Bình. Hiện tại, việc cải tạo sân vận động Hòa Bình vẫn đang được tiếp diễn, với hạng mục dàn đèn chiếu sáng để đáp ứng yêu cầu từ VPF. Sân vận động Hòa Bình sử dụng loại cỏ lá gừng mới cải tạo và được chăm sóc khá chu đáo thời gian qua, nên chất lượng ở mức khá ổn so với mặt bằng chung của giải hạng nhất. Sân bóng này có thiết kế hai khán đài với sức chứa 3.600 khán giả. 80% sức chứa của sân vận động Hòa Bình đã được lắp đặt ghế ngồi và mái che. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ Hòa Bình, đại diện duy nhất của khu vực Tây Bắc trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sân vận động BVF, trái tim của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cùng tên, nằm ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau hai lần đổi chủ, Học viện bóng đá 3 sao AFC này đang thuộc quyền quản lý của Bộ Công an. Khởi công xây dựng đầu năm 2017, sân vận động này được khánh thành đồng thời với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF vào ngày 20 tháng 11 năm 2017. Tổng diện tích của sân vận động BVF là 12,7 ha, trong đó diện tích sân bóng là 7.100 m2. Sân vận động này có hệ thống ánh sáng và các phòng chức năng hiện đại, chuyên nghiệp. Mặt cỏ sân vận động BVF sử dụng loại cỏ Yasia. Đây là mặt sân đầu tiên tại Việt Nam sử dụng loại cỏ này. Mặt sân BVF được chăm sóc rất tốt bởi đội ngũ nhân viên lành nghề và rất tận tâm với công việc, nên luôn nằm trong top những mặt cỏ đẹp nhất tại giải hạng nhất kể từ khi hoàn thành. BVF cũng là sân vận động duy nhất chỉ có một khán đài tại V-League 2 mùa này. Với sức chứa 3.600 khán giả, toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế ngồi và mái che, phía trên còn được lắp đặt quạt trần. Đây là sân nhà của câu lạc bộ BVF Công an Nhân dân. Sân vận động Bà Rịa được khởi công xây dựng vào năm 2001 và chính thức khánh thành vào năm 2004. Năm 2018, sân vận động này được đầu tư cải tạo lại gần như toàn diện với sự tài trợ từ một tập đoàn hàng đầu của Thái Lan. Sau cải tạo, sân bóng này đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. So với mặt bằng chung của các sân bóng ở Việt Nam hiện tại, sân Bà Rịa nằm trong top đầu các sân vận động hiện đại và chuyên nghiệp. Sân vận động này là sân bóng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng loại cỏ Zeon Yersinia, loại cỏ có chất lượng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tất nhiên đây vẫn là mặt cỏ tốt nhất của giải hạng nhất như những mùa giải gần đây. Kích thước phần sân bóng đá là 70m x 100m.
Sức chứa hiện tại của sân vận động Bà Rịa khoảng 8.000 khán giả, trong đó khán đài A và B đã được lắp đặt ghế ngồi. Chỉ có khu vực khán đài VIP được trang bị mái che, trong khi khán đài C và D vẫn là các bậc ngồi bê tông. Sân vận động này là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Mùa giải này có thể là lần cuối cùng sân vận động Long An xuất hiện tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Nguyên do là bởi tỉnh Long An sẽ tiến hành đấu giá khu đất bao gồm sân vận động Long An với số tiền dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng trong thời gian tới để triển khai xây dựng một sân vận động mới ở một vị trí khác. Dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ dừng mọi hoạt động tập luyện, thể thao tại sân vận động này. Sân vận động Long An được khởi công xây dựng vào năm 1979 và chính thức khánh thành vào giữa năm 1984. Sức chứa ban đầu của sân vận động Long An là gần 20.000 khán giả. Sau 39 năm sử dụng, sân bóng này đã xuống cấp rất nhiều. Khu vực các phòng ở phía dưới khán đài B hiện đã đóng cửa do xuống cấp nặng, không đảm bảo an toàn. Vì vậy, khán đài sân vận động Long An hiện tại chỉ đảm bảo sức chứa khoảng 10.000 chỗ ngồi. Trong đó, ngoại trừ khán đài A với sức chứa khoảng 1.000 người còn đảm bảo, ba khán đài còn lại đều trong tình trạng xuống cấp, nứt toác, rêu mốc và đầy cỏ dại. Do vướng quy hoạch, nhiều hạng mục của sân vận động Long An không thể sửa chữa nhiều năm nay và mọi thứ sẽ tiếp diễn trong mùa giải năm nay khi sân vận động này đang đếm ngược đến ngày được hóa kiếp. Mặt cỏ sân Long An là cỏ lá gừng, có tuổi đời khá lâu và chất lượng tạm ổn. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Long An. Tuy nhiên, từ khi đội bóng này xuống hạng nhất năm 2017, sân trở nên điều hưu vắng vẻ. Sau 3 năm vắng mặt, sân vận động Cao Lãnh đã chính thức trở lại với giải hạng nhất quốc gia từ mùa giải tới. Chính thức khánh thành vào ngày 6 tháng 10 năm 1996, với sức chứa ban đầu khoảng 20.000 khán giả. Trải qua 27 năm, chảo lửa một thời của bóng đá miền Tây đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Rất nhiều hạng mục của sân vận động Cao Lãnh đã không còn sử dụng được hoặc không đảm bảo an toàn nếu tiếp tục sử dụng. Sân Cao Lãnh có thiết kế 4 khán đài liền mạch và 90% sức chứa của sân vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông. Riêng khán đài A có thiết kế 2 tầng với mái che, nhưng chỉ có tầng trệt được lắp đặt ghế ngồi. Do tình trạng xuống cấp đáng báo động của sân vận động này, hiện nay chỉ tầng trệt của khán đài A cùng khán đài C và D là có thể được sử dụng cho các sự kiện văn hóa thể thao. Vì vậy, sức chứa khả dụng của sân vận động Cao Lãnh hiện tại chỉ khoảng 10.000 khán giả. Mặt sân Cao Lãnh sử dụng cỏ lá gừng với chất lượng ở mức chấp nhận được. Tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương cải tạo sân vận động Cao Lãnh trong thời gian tới, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2023 đến 2024 sẽ tiến hành cải tạo lại khán đài và mái che với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ sau năm 2025 sẽ cải tạo các hạng mục còn lại và sơn lại toàn bộ sân vận động. Hiện tại đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp, một trong hai tân binh ở mùa giải này. Sân vận động Bình Phước được xây dựng vào năm 2010, sức chứa ban đầu là 10.000 khán giả với một khán đài duy nhất. Năm 2021, sân bóng này được đầu tư 10 tỷ đồng để xây dựng thêm khán đài A, với phương pháp thi công bằng các kết cấu thép đúc sẵn, theo mô hình của nhiều sân bóng tại Thái Lan hiện nay. Khán đài mới bổ sung thêm 1.000 chỗ ngồi, nâng sức chứa của sân vận động Bình Phước lên 11.000 khán giả, trong đó toàn bộ khán đài B vẫn là các bậc ngồi bê tông. Sân bóng này còn trải qua một đợt cải tạo vào năm 2018, khi dàn đèn chiếu sáng 900 lắc và một màn hình LED hiển thị tỷ số được lắp đặt với kinh phí 11 tỷ đồng. Mặt sân Bình Phước sử dụng cỏ lá gừng và chất lượng cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Bình Phước, đội bóng đã rất vất vả mới có thể trụ hạng ở mùa giải vừa qua. Được khởi công xây dựng vào năm 1935, trên khu đất có tổng diện tích 55 hectare, nằm ở trung tâm thành phố Huế hiện nay. Sân vận động tự do chính thức khánh thành vào năm 1936. Sân vận động này trải qua nhiều lần đổi tên và chính thức có tên Tự Do từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Sân vận động Tự Do được xây dựng bao gồm một lòng chảo bằng bê tông nghiêng 45 độ, có chu vi 500m, dành cho các cuộc đua xe đạp và mô tô. Đến bây giờ, hạng mục độc đáo này vẫn còn tồn tại ở sân vận động này. Sân vận động Tự Do có thiết kế 4 khán đài đầy đủ, trong đó chỉ khán đài A được lắp đặt mái che và đầy đủ ghế ngồi. Các khán đài còn lại là các bậc bê tông được sơn hai màu, đỏ và xanh dương. Sức chứa hiện tại của sân vận động Tự Do khoảng 16.000 khán giả. Mặt sân cũng là cỏ lá gừng và có chất lượng chấp nhận được.
Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Huế. Được xây dựng lần đầu vào những năm 1960, đến năm 2005, sân vận động Việt Trì được xây dựng lại gần như toàn bộ, với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2022, sân vận động Việt Trì tiếp tục được đầu tư cải tạo và nâng cấp để tổ chức các giải bóng đá quốc tế. Trong đó mặt cỏ được làm mới bằng loại cỏ Bermuda, tầng tiến hơn. Mặt sân Việt Trì có chất lượng rất tốt ở các giải bóng đá quốc tế, nhưng chỉ ở mức trung bình cho các giải bóng đá quốc nội. Đầu năm 2022, toàn bộ khán đài A và B của sân vận động Việt Trì đã được lắp đặt ghế ngồi dạng ghế băng, độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Cùng với đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Sức chứa hiện tại của sân vận động Việt Trì khoảng 18.000 khán giả, trong đó chỉ có khán đài A được trang bị mái che. Những năm gần đây, sân vận động này được xem là sân nhà của các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Phú Thọ. Sân vận động Đồng Nai chính thức trở lại với môi trường bóng đá chuyên nghiệp sau 8 năm vắng bóng. Được xây dựng từ đầu những năm 2000, sân vận động Đồng Nai trở thành một trong những sân vận động lớn của khu vực miền Nam với sức chứa 20.000 khán giả. Dù có thiết kế 4 mặt khán đài, nhưng thực chất chỉ có 3 khán đài BCD là đạt tiêu chuẩn, khán đài A rất nhỏ, với sức chứa không đáng kể. Toàn bộ sân vận động vẫn chưa lắp đặt ghế ngồi. Năm 2013, sân Đồng Nai đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Với công suất chiếu sáng 1.400 lắc, biến nó trở thành một trong những dàn đèn tốt nhất ở các sân vận động tại Việt Nam. Sân vận động này còn trải qua một vài đợt cải tạo để tổ chức các sự kiện thể thao của tỉnh Đồng Nai và quốc gia. Mặt cỏ sân Đồng Nai là cỏ lá gừng với chất lượng ở mức trung bình. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai tại mùa giải 2023-2024. Lần đầu tiên kể từ khi được xây dựng, sân vận động Hòa Xuân phải góp mặt ở sân chơi hạng 2 của bóng đá Việt Nam. Được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2013 trên diện tích đất 66.530m2, sân vận động này chính thức được khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2016. Kinh phí xây dựng ban đầu là 300 tỷ đồng, sau khi được đầu tư lắp đặt ghế ngồi và dàn đèn chiếu sáng, tổng kinh phí xây dựng là hơn 327 tỷ đồng. Sân bóng này có sức chứa 20.000 khán giả, biến nó trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Việt Nam hiện nay. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi, trong đó khán đài A có thiết kế 2 tầng được trang bị mái che. Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài sân Hòa Xuân mang màu xanh dương, trong đó ghế ở khán đài B có màu sắc hơi nhạt, do được tận dụng từ sân vận động Chi Lăng. Mặt sân Hòa Xuân sử dụng cỏ Bermuda, nhưng việc chăm sóc mặt cỏ này được thực hiện không tốt, nên chất lượng mặt sân luôn chỉ ở mức trung bình. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng kể từ năm 2017. Được khánh thành vào năm 2003, sân vận động Ninh Bình trở thành một trong những sân vận động hiện đại nhất miền Bắc thời điểm bấy giờ. Sau thời gian dài bỏ không vì đội bóng Ninh Bình giải thể, sân bóng này được hồi sinh vào năm 2021 để làm sân nhà của câu lạc bộ Công an Nhân dân. Một loạt hạng mục được cải tạo, bao gồm mặt cỏ và dàn đèn mới, thay thế màn hình LED chính của sân vận động. Đến năm 2022, tỉnh Ninh Bình chi thêm 15 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo sân vận động này. Mái che khán đài A được sơn sửa lại kết cấu thép và lắp đặt lớp tôn mới phía trên với màu sắc mới. Toàn bộ khán đài và các phòng chức năng được sơn sửa lại với màu sắc đồng bộ. Từ trên cao, sân vận động Ninh Bình nhìn như một sân bóng mới được xây dựng. Sân Ninh Bình có 2 khán đài với sức chứa hiện tại khoảng 22.000 khán giả. Trong đó, khán đài A có 2 tầng với kết cấu mái che bằng thép và đã lắp đặt đầy đủ ghế ngồi. Khán đài B có thiết kế đơn giản và nhỏ gọn, hiện chưa được lắp ghế ngồi. Sau một mùa giải phục vụ câu lạc bộ Công an Nhân dân, sân Ninh Bình trở thành sân nhà của câu lạc bộ Phù Đổng từ mùa giải 2023. Kể từ khi được cho phép sử dụng sân vận động Ninh Bình làm sân nhà, câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng đã duy trì công tác chăm sóc, cải tạo mặt sân tương đối tốt. Mặt cỏ Bermuda của sân Ninh Bình đã được bình chọn là một trong những mặt sân tốt nhất tại giải hạng nhất quốc gia 2023. Giải vô địch quốc gia. Sân vận động Pleiku được xây dựng trước năm 1975 với sức chứa ban đầu chỉ chừng 5.000 khán giả.
năm 2008, sân Pleiku được khởi công và xây dựng lại gần như toàn bộ với tổng kinh phí xây dựng khoảng 60 tỷ đồng. Sân Pleiku chính thức hoạt động trở lại từ tháng 10 năm 2010. Sau cải tạo, sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Việt Nam. Toàn bộ khán đài sân Pleiku đã được lắp đặt ghế ngồi, hệ thống mái che vòng quanh sân, và hiện tại toàn bộ sân vận động đang được phủ màu sắc đại diện cho nhà tài trợ của đội bóng phố núi. Sức chứa hiện tại của sân vận động Pleiku là 10.000 khán giả. Hiện tại, mặt cỏ của sân vận động này vẫn là cỏ lá gừng, tuy khá đẹp về mặt cảm quan, nhưng chất lượng chỉ ở mức trung bình. Nếu nhìn từ trên cao có thể nhận thấy phần sân bóng đá không được đặt cân đối giữa khán đài C và D. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn duy trì cải tạo sân nhà của mình thường xuyên, nhưng hạng mục được khán giả chờ đợi nhất là mặt cỏ mới thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Sân vận động Hà Tĩnh được khởi công xây dựng và hoàn thành vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, với sức chứa ban đầu khoảng 15.000 khán giả. Tháng 2 năm 2019, sân vận động Hà Tĩnh được đầu tư nâng cấp lại gần như toàn bộ với tổng kinh phí hơn 62 tỷ đồng. Dự án chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2019. Thiết kế khán đài sân vận động Hà Tĩnh khá thấp nên ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn của khán giả và không thuận lợi cho công tác ghi hình của truyền thông. Với khán đài liền mạch bao quanh sân bóng đá, sức chứa của sân vận động Hà Tĩnh hiện tại khoảng 10.000 khán giả. Phần lớn khán đài vẫn là các bậc bê tông. Đối với các sân vận động chưa được lắp đặt đầy đủ ghế ngồi, thống kê sức chứa chỉ ở mức tương đối. Nếu bạn có nguồn tin uy tín hơn, hãy để lại dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Mặt cỏ sân Hà Tĩnh sử dụng loại cỏ paspalum, loại cỏ được sử dụng phổ biến ở các sân bóng của Thái Lan hiện nay. Những mùa giải gần đây, mặt cỏ này được ban tổ chức V-League đánh giá khá cao. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sân vận động 19 tháng 8 nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang, được xây dựng từ năm 1992 với diện tích khoảng 5 hectare, với sức chứa ban đầu là 15.000 khán giả. Sân bóng 31 tuổi này sẽ tiếp tục là sân nhà của câu lạc bộ Khánh Hòa ở mùa giải năm nay. Để mở rộng đường pitch của sân, hai bậc khán đài của sân vận động 19 tháng 8 đã bị phá bỏ, làm giảm sức chứa của sân vận động này xuống khoảng 12.000 khán giả như hiện tại. Chỉ phần trung tâm của khán đài A được lắp đặt ghế ngồi và mái che. Mặt cỏ sân 19 tháng 8 có tuổi đời khá lâu, vì vậy nhiều loại cỏ đá mọc hỗn tạp với nhau trên mặt sân này. Chất lượng mặt sân 19 tháng 8 chỉ ở mức chấp nhận được. Sau thời gian bỏ bê chăm sóc, những năm gần đây sân vận động 19 tháng 8 đã được chỉnh trang cải tạo lại một số hạng mục, từ khán đài đến làm mới đường pitch. Tuy nhiên, nhiều hạng mục của sân vận động này vẫn đang trong tình trạng xuống cấp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu của VPF. Tỉnh Khánh Hòa đã có dự án cải tạo sân 19 tháng 8 từ đầu năm nay với kinh phí khoảng 37 tỷ đồng. Dự án này sẽ bắt đầu được thực hiện trong thời gian tới bằng việc nâng cấp dàn đèn của sân vận động này. Câu lạc bộ Khánh Hòa đã xin phép VPF không thi đấu sân nhà ở vòng đầu tiên của V-League 2023-2024 để có thêm thời gian hoàn thành cải tạo hạng mục này. Sân vận động Thanh Hóa là sân nhà của hiện tượng mùa giải trước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Sân vận động này có lịch sử từ thời Pháp thuộc nên còn được biết đến với tên gọi nôm là Kangsitat. Những năm gần đây, sân vận động này đã được đầu tư nâng cấp nhiều hạng mục, bao gồm làm mới mặt cỏ bằng loại cỏ Bermuda đang phổ biến ở các sân bóng V-League. Gần nhất là việc làm mới đường pitch trong thời gian diễn ra V-League 2023. Hiện tại, bộ mặt của sân Thanh Hóa đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những mùa giải trước đây. Mặc dù cũng được xem là chảo lửa của bóng đá Việt Nam, nhưng sức chứa của sân thuộc diện quy mô nhỏ ở V-League. Với quỹ đất hạn chế, sân Thanh Hóa chỉ có thiết kế hai khán đài, với đa phần các vị trí ngồi là các bậc bê tông. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Đã có nguồn tin cho biết, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục quá trình chỉnh trang cải tạo cho sân nhà của mình trong thời gian tới. Trong đó bao gồm việc sẽ lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài và nâng cấp dàn đèn chiếu sáng. V-League mùa này là mùa giải thứ hai liên tiếp sân vận động Hàng Đẫy đóng vai trò là sân nhà của ba câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Hà Nội. Điều đó đồng nghĩa với việc sân bóng khắc khổ này tiếp tục phải gánh số lượng trận đấu gần gấp 3 các sân vận động còn lại. Có lịch sử từ năm 1934,
nhưng sân vận động Hàng Đẫy thực sự thành hình khi được khởi công xây dựng lại vào ngày 16 tháng 2 năm 1957 và chính thức khánh thành vào ngày 24 tháng 8 năm 1958. Với diện tích 21.844 m² và khán đài xây theo hình lòng chảo, sân Hàng Đẫy thời điểm ấy có sức chứa khoảng 25.000 khán giả. Sân vận động Hàng Đẫy được bắt đầu cải tạo vào ngày 10 tháng 10 năm 1992 và mở cửa trở lại từ ngày 2 tháng 9 năm 1995. Sức chứa của sân giảm xuống 20.080 ghế ngồi cho đến nay. 2/3 khán đài A được bao phủ bởi mái che. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2006, sân vận động Hàng Đẫy được đổi tên thành sân vận động Hà Nội. Mặt cỏ sân Hàng Đẫy sử dụng cỏ Bermuda, được câu lạc bộ Hà Nội làm mới trong giai đoạn đội bóng này được giao quản lý và vận hành sân vận động từ năm 2017 đến 2021. Sau thời gian sử dụng quá dài, sân Hàng Đẫy đã xuống cấp trầm trọng. Trong đó, tầng 2 của khán đài B đã không còn được sử dụng vì lý do an toàn. Vì vậy, sức chứa thực tế của sân vận động Hàng Đẫy ở thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 14.500 khán giả. Ba đội bóng sẽ sử dụng sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2023-2024 là câu lạc bộ Hà Nội, Viettel và đương kim vô địch Công an Hà Nội. Sau 3 năm vắng mặt, sân vận động Tam Kỳ đã trở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sau khi cựu vương Quảng Nam giành quyền thăng hạng. Mặc dù vậy, vẫn phải thừa nhận đây là sân bóng có chất lượng kém nhất tại V-League mùa này. Được xây dựng từ năm 1980, sân bóng này đã bị xuống cấp trầm trọng. Hiện tại, khó lòng mà tìm ra được các hạng mục của sân vận động này có thể đáp ứng được yêu cầu từ VPF. Từ bên ngoài vào trong, dễ dàng bắt gặp những hạng mục đã bị hư hỏng rất nhiều. Khán giả đất Quảng chắc chắn là những người cảm nhận rõ điều này. Sức chứa hiện tại của sân vận động Tam Kỳ là 15.000 khán giả, với 80% khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không phải tất cả số ghế ngồi này còn có thể sử dụng được. Mặt cỏ sân Tam Kỳ là cỏ lá gừng và cũng có tuổi đời ngang với sân vận động này, nên chất lượng cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch cải tạo nâng cấp sân vận động này từ lâu, nhưng sau nhiều năm dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy. Trước mùa giải này, đã có thông tin câu lạc bộ Quảng Nam sẽ đăng ký sân vận động Hòa Xuân tại Đà Nẵng làm sân nhà, trong trường hợp sân Tam Kỳ không được VPF đồng ý. Nhưng những thông tin gần đây đã cho biết, sân vận động Tam Kỳ vẫn là sân nhà của Quảng Nam. Tuy nhiên, các trận đấu tại sân vận động này sẽ tạm thời phải đẩy lên khung thời gian 16 giờ, trong thời gian chờ đợi câu lạc bộ Quảng Nam nâng cấp dàn đèn. Được bắt đầu xây dựng từ năm 1973 với sự hỗ trợ của Cộng hòa Liên bang Đức, sân vận động Vinh chính thức hoàn thành vào năm 1974. Nhìn từ trên cao, sân vận động Vinh nằm ở trung tâm của khu vực thành cổ Vinh tại tỉnh Nghệ An. Hình dạng của sân bóng này cũng khá dị. Sân Vinh lần đầu được cải tạo trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2003. Và đợt cải tạo gần nhất là vào năm 2021, khi mặt cỏ và dàn đèn của sân vận động này được làm mới với kinh phí 24 tỷ đồng. Mặt cỏ sân Vinh được thay thế bằng loại cỏ Bermuda thịnh hành. Dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, mặt cỏ này vẫn được duy trì chăm sóc khá tốt thời gian qua. Khán đài sân Vinh dù mới được cải tạo, nhưng chủ yếu chỉ được cải tạo về vẻ bề ngoài, về cơ bản nó đã xuống cấp khá nhiều. Khán đài A và B đã có ghế ngồi, trong khi khán đài C và D vẫn là các bậc bê tông, cũng mới được cải tạo lại vào năm 2021. Sức chứa hiện tại của sân Vinh vào khoảng 15.000 khán giả. Sân bóng này là sân nhà của đội bóng giàu truyền thống Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này. Và tiếp tục là một trong những sân vận động hiếm hoi, xuất hiện đầy đủ ở cả 24 mùa giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Là một trong những sân vận động lâu đời nhất Việt Nam, sân vận động Thống Nhất được khởi công xây dựng từ năm 1929 và chính thức hoàn thành vào ngày 18 tháng 10 năm 1931. Trên khuôn viên gần 40.000 m², với kích thước mặt sân bóng đá là 100 m × 68 m. Sân vận động này đã trải qua 4 lần cải tạo nâng cấp, trong đó lần gần nhất là vào giai đoạn từ năm 2017 đến 2019. Khi sân vận động này làm mới một loạt hạng mục như mặt cỏ Bermuda có nguồn gốc từ Thái Lan, nâng cấp dàn đèn lên 1.600 lux cùng với việc lắp đặt ghế ngồi trên toàn bộ khán đài. Sân Thống Nhất cùng với sân Pleiku là hai sân vận động có khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi ở mùa giải này.
Sức chứa hiện tại của sân vận động Thống Nhất là 15.000 chỗ ngồi. Nhiều năm qua, dù luôn là sân bóng xuất hiện tại V-League, sân Thống Nhất vẫn khá bận rộn với các trận bóng đá phong trào. Vì vậy, mặt cỏ sân Thống Nhất cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Đặc biệt, dù mặt cỏ vẫn khá tốt, nhưng hệ thống thoát nước của sân vận động này cần sớm được cải tạo để nâng cao chất lượng mặt sân trong mọi điều kiện thời tiết. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng sử dụng sân Thống Nhất làm sân nhà ở mùa giải này. Sân vận động Bình Dương mà chúng ta vẫn thường gọi là sân vận động Gò Đậu được bắt đầu xây dựng vào năm 1973 và chính thức khánh thành vào ngày 26 tháng 9 năm 1975. Đây là sân nhà của đội bóng được mệnh danh là Chelsea của Việt Nam, BKMX Bình Dương. Sân vận động Bình Dương đã trải qua một lần cải tạo lớn vào năm 1985, cùng với những đợt cải tạo nhỏ diễn ra trong nhiều năm qua. Sân bóng có thiết kế 4 mặt khán đài đầy đủ này vẫn được biết đến là một trong những sân vận động được chăm chút nhất Việt Nam nhiều năm qua. Dù cơ sở hạ tầng của sân vận động Bình Dương không phải là tốt nhất, hiện đại nhất, nhưng mọi thứ luôn chỉnh chu gọn gàng cho mọi trận đấu bóng đá diễn ra tại đây. Khán đài sân Bình Dương mang hai màu chủ đạo là xanh dương và vàng. Toàn bộ khán đài A và B đã được lắp đặt ghế ngồi, trong khi khán đài C và D, dù chưa có ghế ngồi vẫn luôn sạch sẽ và sáng sủa. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là khoảng 15.000 khán giả. Mặt cỏ sân Bình Dương vẫn sử dụng cỏ lá gừng và là mặt sân loại này tốt nhất Việt Nam hiện tại. Nếu tính cả mùa giải bị hủy bỏ vì Covid-19 vào năm 2021, đây là mùa giải thứ tư liên tiếp sân Quy Nhơn trở lại với V-League. Nhưng nó sẽ không còn là sân nhà của Topelon Bình Định, bởi ngay trước mùa giải này đội bóng đất Võ đã đổi tên thành Quy Nhơn Bình Định. Sân vận động Quy Nhơn được xây dựng từ năm 1976 và đã trải qua nhiều lần cải tạo, lần gần nhất là vào năm 2021, ngay sau khi bóng đá Bình Định trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Mặt cỏ được làm mới bằng cỏ Bermuda luôn được chăm sóc tốt và luôn giữ vị trí trong top những mặt sân tốt nhất của V-League những mùa giải gần đây. Dàn đèn được làm mới, ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại với nhiều ưu điểm giúp gia tăng về hiệu suất ánh sáng, nhưng lại giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng hơn so với các hệ thống chiếu sáng khác. Khán đài sân Quy Nhơn được bao phủ bởi hai màu cam và xanh lá cây. Phần lớn khán đài vẫn là các bậc ngồi bằng bê tông, trong khi chỉ có khán đài A được trang bị mái che. Sức chứa hiện tại của sân vận động Quy Nhơn khoảng 16.000 khán giả. Một trong những sân vận động tốt nhất V-League hiện nay chính là sân vận động Lạch Tray. Chỉ vài năm trước, ngay cả người hâm mộ bóng đá đất cảng cũng khó mà tưởng tượng ra sự lột xác ngoạn mục của sân vận động này như vậy. Khởi công xây dựng vào năm 1957, sân vận động Lạch Tray chính thức khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 1958 với những khán đài ban đầu được làm bằng gỗ. Sân bóng này đã trải qua 7 lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó lần gần nhất là vào năm 2021, cũng là đợt cải tạo lớn nhất giúp sân Lạch Tray có được bộ mặt tuyệt vời như hiện nay. 60 tỷ đồng đã được thành phố Hải Phòng và câu lạc bộ Hải Phòng chi cho việc nâng cấp một loạt hạng mục. Làm mới mặt sân bằng cỏ Bermuda, được chăm sóc cực tốt và hiện là mặt sân tốt nhất tại V-League. Toàn bộ ghế ngồi trên khán đài được thay thế, cùng với việc nâng cấp dàn đèn và các phòng chức năng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Lạch Tray khoảng 20.000 khán giả. Khán đài A sân Lạch Tray có thiết kế khá giống sân hàng đẫy, trong khi phần trung tâm khán đài B cũng được trang bị mái che. Nhờ sự lột xác mạnh mẽ, thời gian qua sân bóng này còn được đón các đội tuyển bóng đá quốc gia về tập luyện và thi đấu. Nó cũng đã đạt tiêu chuẩn của AFC để tổ chức các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Sân bóng có sức chứa lớn nhất tại V-League mùa này vẫn là sân vận động Thiên Trường. Sân bóng lớn nhất thành năm này có tiền thân là sân vận động Chùa Cuối được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Sân vận động Thiên Trường chính thức được khởi công xây dựng lại gần như toàn bộ vào tháng 11 năm 2000 và chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2003, sân bóng này cũng chính thức mang tên Thiên Trường kể từ đấy. Chi phí xây dựng khoảng 70,5 tỷ đồng. Một điều thú vị là những lần cải tạo đáng chú nhất của sân vận động này đều gắn liền với việc Việt Nam đăng cai SEA Games. Lần gần nhất là vào năm 2021, khi sân bóng này chuẩn bị cho việc đăng cai môn bóng đá nam của SEA Games 31.
mặt cỏ được làm mới bằng cỏ Bermuda, nhưng có khác biệt so với các sân bóng khác tại V-League. Dù được chăm sóc tốt, nhưng chúng tôi không đánh giá cao mặt sân Thiên Trường ở thời điểm hiện tại. Khi mặt cỏ khá dễ bị tổn thương sau mỗi pha tranh chấp của các cầu thủ, trong khi đường bóng lăn chưa thực sự mượt mà, bởi nền sân có cảm giác khá yếu, nhất là sau những cơn mưa. Khán đài sân Thiên Trường đã được bổ sung thêm ghế ngồi ở đợt cải tạo gần nhất. Chỉ khán đài A và B được lắp đặt ghế ngồi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 22.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở mùa giải này. Thời gian gần đây, sân Thiên Trường đã liên tiếp được chọn để tổ chức các trận đấu giao hữu FIFA Day của đội tuyển Việt Nam.